Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì song hành cùng những biện pháp đang triển khai theo quy tắc 5K, việc cài đặt ứng dụng Bluezone để mỗi cá nhân có thể tự cập nhật được các thông tin cơ bản về dịch bệnh xung quanh cũng là điều vô cùng cần thiết. Từ đầu tháng 7, tỉnh đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổng ra quân thực hiện hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn với thời gian thực hiện khoảng 5 tuần. Tuy nhiên, huyện đoàn huyện Xuyên Mộc đã và đang cố gắng để 100% người dân có smartphone được cài đặt ứng dụng Bluezone chỉ trong vòng 10 ngày. Sáng 2 tháng 7, chị Trần Thị Thùy Dung ở thị trấn Phước Vũ, huyện Xuyên Mộc được lực lượng đoàn viên thanh niên của thị trấn đến tuyên truyền và hỗ trợ chị cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại. Chỉ sau vài thao tác hướng dẫn đơn giản, chị đã cài thành công và dễ dàng thực hiện quét xung quanh kiểm tra. Không chỉ vậy, ngay sau đó chị Dung còn hướng dẫn luôn cho chồng mình cùng cài đặt ứng dụng này. Trước khi mà đoàn thanh niên tới thì em có nghe đài thông báo, nhưng mà em vẫn chưa có cài. Giờ đoàn thanh niên cài thì em thấy yên tâm hơn, thì nó thông báo cho mình nhiều cái thông tin hơn. Với lại nó có quét những người F1, F0 ở xung quanh mình. Với lại có thêm thấy mấy thông tin nữa, thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh. Vậy nó rất là tiện, ví dụ như bây giờ mình đi bưu điện hay đi đâu á, mình chỉ cần đưa cái mã này của mình ra là đã khai báo hết rồi. Mình không phải khai báo lại từ đầu. Với lại mình có thể cập nhật nhiều thông tin hơn. Nhiều người dân đồng tình Bluezone là ứng dụng cần thiết để góp phần bảo vệ bản thân và gia đình lúc này. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu công nghệ để có thể tự cài đặt. Sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên thanh niên ở thời điểm này rất cần thiết và hợp lý. Cái chỗ của mình là cái chỗ đông đúc, mình đang phát cơm từ thiện, mình đang phục vụ cho bà con. Mình được cái các bạn đến phục vụ mình cái bên này để biết những trong những người đến đây ăn cơm có bệnh dịch hay không, để mình biết, để mình báo cáo với trung tâm y tế. Tại huyện Xuyên Mộc, chỉ tính riêng ngày đầu ra quân hôm 1 tháng 7, đã có hơn 5.000 smartphone được hỗ trợ cài Bluezone, nâng tổng số smartphone có cài đặt Bluezone lên 114.000. Dự kiến trong vòng 10 ngày, huyện đoàn Xuyên Mộc phấn đấu hoàn thành 100% smartphone trên toàn huyện được cài đặt ứng dụng Bluezone. Theo như sự chỉ đạo của tỉnh đoàn thì sẽ chia làm 5 giai đoạn và tia theo từng cái bước cung bậc từ thấp cho đến cao để hoàn thiện trong vòng 5 tuần. Nhưng mà với phương châm thì trong dịch như trong giặc, thì huyện Xuyên Mộc mới một cái tuổi trẻ Xuyên Mộc mới cái quyết tâm rằng là sẽ cố gắng làm sao và đẩy mình trong vòng 10 ngày hoàn thành cái chỉ tiêu này, để từ đó nó đảm bảo hơn cho cứ càng sớm thì sức khỏe người dân cũng như mà tình hình chống dịch bệnh thì nó sẽ tốt hơn. Để hoàn thành chỉ tiêu 10 ngày, 100% smartphone toàn huyện Xuyên Mộc được cài đặt ứng dụng Bluezone, rõ ràng là rất cần sự hợp tác phối hợp từ chính người dân. Bởi làm càng nhanh thì càng góp phần sớm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, của gia đình và của xã hội trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch COVID-19 trong nước lẫn trong tỉnh. Thể hiện vai trò xung kích của thanh niên cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, các biệt đội phản ứng nhanh phòng COVID-19 của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã được thành lập và tích cực ra quân cài đặt ứng dụng Bluezone, phần mềm kiểm dịch y tế bằng mã QR trên thiết bị di động. Chúng tôi thì sẽ chia nhỏ ra tất cả các nhiệm vụ và đặt ra những cái mục tiêu cụ thể theo từng tuần. Và chúng tôi xác định đợt ra quân cao điểm là trong tháng 7 và chúng tôi chia thành 5 tuần. Tuần thứ nhất, mỗi tuần như vậy thì chúng tôi đều có những cái chủ đề, chủ điểm khác nhau và có những cái giải pháp cụ thể hướng dẫn trực tiếp cho mỗi đoàn viên thanh niên. Biệt đội phản ứng nhanh được chia thành các nhóm nhỏ từ 3 đến 6 người. Tại các điểm công cộng, những người bán hàng rong, thậm chí là đến tận nhà người dân, những áo xanh tình nguyện hăng hái hướng dẫn cho mọi người và trực tiếp cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động. Tôi có nghe thông tin là tôi biết cái phần mềm này, nhưng mà tôi nói lớn tuổi rồi, cái dù về cài đặt thì tôi chưa có rành. Bữa nay thôi thẳng dịp nay gặp cái đoạn đây thì tôi nhờ cài đặt luôn. Nhưng mà mình cài đặt này tốt cho mình thôi, thông tin sức khỏe mình hay là cái gì thì nó dễ hơn, là nó vừa giúp cho mình được thông tin khai báo y tế hay là bất cứ cái gì đó. Là mình có trong cái phần mềm này mình dễ hơn. Coi như là mình cài cái này nó rất tốt cho mình, là mình được theo dõi coi như là hàng ngày được bao nhiêu ca bệnh hay là ở đâu, coi như là cũng nên là cài đặt cái này. Tôi cũng thường theo dõi trên cái app này là nó tiếp xúc bao nhiêu ca bệnh hay là mình đi đâu, ở đâu hay gần những người ai là nó vẫn là báo.
Cùng với việc hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone, các biệt đội phản ứng nhanh cũng in mã QR code dán tại các điểm công cộng và hướng dẫn người dân cách quét mã khai báo y tế. Sau khi dán mã QR của bên thành đoàn thì bên Highlands Coffee sẽ thực hiện bằng cách là đối với là khách hàng đi vào thì sẽ yêu cầu khách hàng quét mã để có thể là giúp cơ quan chức năng và giúp cho Highlands Coffee có thể quản lý tốt hơn về những cái ca tiếp xúc. Nếu với mình có những trường hợp mà nó xảy ra thì mình có thể truy vết nhanh và tìm hiểu về các nguồn bệnh, nguồn lây bệnh. Tôi cảm thấy cái việc làm này rất là thiết thực và rất là thiết thực trong cái bối cảnh ngay thời điểm hiện tại. Thành đoàn cũng xác định rõ cái mục tiêu đó là thứ nhất là 100% đoàn viên là phải cài ứng dụng Bluezone rồi. Thì thành đoàn cũng thành lập các đội hình để chúng ta đến tận nhà và hướng dẫn và cài đặt giúp các cô chú ngay tại nhà. Ở thành đoàn thành phố Bà Rịa thì đã chia ra các đội nhóm biệt đội Bluezone để thực hiện hướng dẫn cho bà con cài đặt Bluezone và sử dụng quét mã QR và đăng ký điểm kiểm dịch trên các địa điểm kinh doanh dịch vụ ở toàn thành phố. Từ 27 tháng 6 đến 1 tháng 7, các biệt đội trong toàn tỉnh đã dán 737 điểm kiểm dịch bằng mã QR code hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone cho hơn 36.000 người, nâng tổng số máy smartphone trong toàn tỉnh đã cài đặt Bluezone lên 345.000 máy. Chiến dịch phát động triển khai hỗ trợ người dân cài đặt Bluezone chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7.